kết thúc đàm phán và tiến tới ký kết Hiệp định Đối tác Xuyên Thái Bình Dương, gọi tắt là TPP đang là tham vọng của không chỉ Việt Nam mà còn của những đối tác thương mại lớn trên thế giới. Bởi với 12 nước thành viên chiếm 1/3 giao dịch kinh tế và đóng góp 40% GDP toàn cầu. TPP được coi là hiệp định toàn diện và chiến lược nhất hiện nay. Đáng chú ý, khi TPP được thực thi đầy đủ, Việt Nam sẽ là quốc gia được hưởng lợi nhiều nhất từ hiệp định này. Và đây cũng là những nội dung chính trong cuộc phỏng vấn của phóng viên Đài truyền hình Việt Nam với đại diện thương mại Hoa Kỳ Michael Froman. Cảm ơn ông đã nhận trả lời phỏng vấn của Đài truyền hình Việt Nam. Xin ông cho biết rõ hơn về việc các nghiên cứu độc lập của Hoa Kỳ đánh giá Việt Nam sẽ là quốc gia được hưởng lợi nhất từ TPP. Theo số liệu từ một số nghiên cứu độc lập cho thấy, Việt Nam là nước hưởng lợi nhất từ TPP. Khi đi vào thực thi đầy đủ hiệp định này, xuất khẩu của Việt Nam sẽ tăng thêm 32%, còn GDP sẽ tăng thêm 25%. Con số tăng trưởng rất ấn tượng, hơn khá nhiều quốc gia khác. Chúng tôi cũng nhìn thấy TPP sẽ đóng góp tích cực vào sự thịnh vượng và độc lập đối với nền kinh tế Việt Nam. Việt Nam là một đối tác quan trọng và đang hội nhập sâu rộng vào nền kinh tế toàn cầu. Chúng tôi coi TPP là một bước tiến lớn của hội nhập với một loạt các thỏa thuận thương mại song phương. TPP sẽ đưa Việt Nam sang một trang mới của phát triển kinh tế, hợp tác với các quốc gia khác và với Hoa Kỳ. Trong các vòng đàm phán, Việt Nam kêu gọi Hoa Kỳ và các nước thành viên TPP tính đến sự chênh lệch về trình độ phát triển khi đưa ra những điều kiện của hiệp định này. Vấn đề này đã được giải quyết như thế nào, thưa ông? TPP bao gồm 12 quốc gia thành viên với các nền kinh tế khác nhau, có những nền kinh tế phát triển như Hoa Kỳ, Nhật Bản và những nền kinh tế đang phát triển như Việt Nam, Peru. Vậy nên nhiệm vụ của chúng tôi là tìm giải pháp cân bằng lợi ích và đảm bảo mục tiêu của mỗi nước, đạt đến thỏa thuận toàn diện và chiến lược nhất. Điều cần thiết nhất là tính đến chênh lệch trình độ phát triển giữa các nước thành viên khi thực thi hiệp định. Chúng tôi đang đàm phán với Việt Nam và các nước thành viên khác để đảm bảo rằng mọi quốc gia đều có khả năng đáp ứng các điều kiện của TPP. Trong chuyến thăm Việt Nam lần này, tôi đã làm việc với các nhà lãnh đạo Việt Nam và đạt được những kết quả nổi bật liên quan đến TPP. Hiện một số vấn đề còn tồn tại như tiếp cận thị trường, sở hữu trí tuệ, lao động và vai trò của thành phần kinh tế nhà nước, và chúng tôi sẽ phải tiếp tục đàm phán về các vấn đề này. Hiện các đàm phán viên vẫn đang nhóm họp tại Canberra, Australia, và cuối tuần này, Bộ trưởng Thương mại các nước thành viên TPP sẽ họp tại Sydney, rồi hội nghị APEC sẽ diễn ra tháng tới. Vì vậy, đây là thời điểm rất quan trọng để thúc đẩy hợp tác, giải quyết những vấn đề này. Ông đánh giá như thế nào về quá trình thực thi TPP và Việt Nam sẽ phải làm gì để tận dụng mọi lợi thế mà TPP mang lại? Là một thành viên của TPP, chúng tôi mong muốn mọi quốc gia thành viên tuân thủ các điều kiện của TPP, nhưng đồng thời đảm bảo khả năng thực thi những điều kiện đó. Vì thế, giúp các nước tăng cường năng lực thực thi là rất cần thiết. Hiện Hoa Kỳ đang đồng hành cùng Việt Nam trong vấn đề này, và chúng tôi vẫn tiếp tục hỗ trợ Việt Nam trong quá trình thực thi TPP sau này. Hội nhập với kinh tế thế giới đem đến nhiều lợi ích cho Việt Nam, đó là tốc độ tăng trưởng kinh tế nhanh hơn, năng lực cạnh tranh được nâng cao, thu hút các nhà đầu tư hơn, nhất là sẽ có thêm các dòng đầu tư dịch chuyển về Việt Nam nhiều hơn. Từ đó, số lượng việc làm cũng gia tăng, lực lượng lao động có trình độ cao hơn. Vì thế, chúng tôi mong đợi TPP sẽ không chỉ tạo ra cơ hội công bằng cho mọi thành phần trong nền kinh tế, mà còn tác động tích cực chung tới nền kinh tế của Việt Nam. Một lần nữa xin cảm ơn ông.